Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị một lần nữa sự trở lại của anh Alex Nguyễn từ Liên hội Tuổi trẻ San Diego. Và anh Alex ngày hôm nay sẽ trình bày với quý vị cũng như mời gọi tất cả quý vị đến tham dự sinh hoạt tưởng niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 do Liên hội Tuổi trẻ tổ chức sắp tới đây, đúng vào ngày 30 tháng 4. Trước hết chào anh Alex. Và chào chị Vân Anh và xin kính chào quý vị khán thính giả. Và cũng xin lỗi quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì Alex hơi bị cảm cho nên giọng nói cũng hơi khàn khàn một chút nha. Vâng, thưa quý vị và anh Alex. Alex thấy là chúng ta, người Việt của chúng ta tị nạn tại hải ngoại đã 44 năm rồi phải không? Đúng rồi. Mỗi năm khi mà vào tháng 4 và đặc biệt là đến ngày 30 tháng 4 thì người Việt ở tất cả mọi nơi ở hải ngoại cũng như là San Diego của chúng ta, các hội đoàn, đoàn thể đều tổ chức những cái buổi lễ tưởng niệm mà chúng ta hay nghe nói là gọi là ngày lễ quốc hận cũng như là lễ tưởng niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Đặc biệt năm nay, thưa quý vị, Vân Anh được biết các anh em, các bạn trẻ trong Liên hội Tuổi trẻ cũng tổ chức một cái buổi lễ, không phải là một cái buổi lễ mà một cái event vào đúng ngày 30 tháng 4. Đúng rồi chị, thì Liên hội Tuổi trẻ nhiều năm rồi không có làm cái buổi 30 tháng 4 thì năm nay muốn làm cái gì đặc biệt hơn. Thì tụi em muốn làm một cái chương trình 30 tháng 4 mà không phải là một cái lễ tưởng niệm hay chi mà một cái buổi đàm thoại với một người giáo sư, đó là anh giáo sư Nguyễn Thanh Việt chứ, ở tại trường USC. Thì anh đã viết ba cuốn sách nói về cuộc chiến Việt Nam. Thì tụi em muốn mời ông ta đến tại vì ông ta đã coi như là lớn lên tại Mỹ rồi, coi như là đã là vượt biên, tại vì lúc 30 tháng 4 lúc đó là chỉ có 4 tuổi mà thôi. Wow. Cho nên có thể nói coi như là giữa hai thế hệ, là giữa thế hệ những người mà đã vượt biên rồi những thế hệ mà lớn lên tại Hoa Kỳ, thì họ có thể nói là những kinh nghiệm và những cái trải qua những năm đó thì sẽ gần gũi hơn với giới trẻ San Diego hơn là những người mà nói về lịch sử 30 tháng 4, tại vì chuyện đó đã giống như chị nói 40 năm về trước, thì bây giờ những giới trẻ mà đang học sinh viên thì chuyện đó đã quá xa với họ. Thật, thưa quý vị cũng như Alex, khi mà chúng ta nói về lịch sử thì lịch sử lúc nào cũng là lịch sử, cho dù 44 năm hay là 80 năm hay là 100 năm, thì biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một cái biến cố đau thương mà tất cả người dân Việt Nam, của miền Nam Việt Nam đều chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, lần này thì Liên hội Tuổi trẻ muốn tổ chức một cái buổi gặp gỡ ngay đúng ngày 30 tháng 4 để cũng tưởng niệm cái biến cố lịch sử đó, nhưng đúng mà rồi, với cái góc độ của các em trẻ si sang bên này còn rất là bé, hoặc là những các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, thì các em sẽ cảm thấy gần gũi và có được cái sự thông cảm với nhau nhiều hơn hơn là các vị cao niên, những người thế hệ trước các em, phải không Alex? Đúng rồi, mà một chuyện nữa là có thể là một người trẻ giống như là giáo sư Việt thì có thể nói ra những lịch sử mà những người mà cao niên họ không muốn nói ra, hay là như là vẫn là căm hờn mà không muốn nói ra. Thì vì vậy cho nên giáo sư này có thể nói và có thể cho các em hiểu biết nhiều hơn về chuyện đó. Nhất là những cái chuyện mà khi mà anh viết cuốn sách đầu tiên của anh, đầu tay của anh, đó là The Sympathizer. Về cuốn sách đó đã đoạt giải Pulitzer Prize, tức là giải xuất sắc, giải mà coi như là cho những cuốn sách xuất sắc nhất trong năm đó, thì anh ta là người đã đoạt giải, là dường như là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải đó. Cho nên vì vậy mà Alex muốn mời anh ta xuống để mà nói chuyện với những giới trẻ ở San Diego. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh được biết là giáo sư Nguyễn Thanh Việt, anh cũng là con của cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, phải không em? Đúng vậy, rồi thì lúc mà biến cố 30 tháng 4 đó thì anh chỉ có 4 tuổi mà thôi. Nhưng mà coi như là anh nhớ là đi theo mẹ mà đi chạy, xong rồi đi tìm tàu để mà đi vượt biên. Cho nên giáo sư Nguyễn Thanh Việt, cho dù khi sang Hoa Kỳ rất là nhỏ, nhưng mà cái ký ức của anh về cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 và đặc biệt là cuộc vượt biển của người Việt Nam của chúng ta, mà trong đó anh là một trong những người có cái kinh nghiệm chính bản thân mình, phải không anh? Rồi xong rồi có một cái kinh nghiệm nữa là coi như khi mà tị nạn Hoa Kỳ thì nhiều người Việt Nam mình tị nạn thì coi như là đã lớn tuổi rồi, nhưng mà anh là đặc biệt là vẫn nhớ là thời kỳ mà tị nạn, khi mà phải chia sẻ gia đình, thì lúc đó thì
khi mà đi vào Mỹ thì họ nói là ồ, đứa mấy đứa con trẻ thì cho một gia đình nào đó nuôi, xong rồi khi mà cha mẹ có thể có công ăn việc làm thì có thể lấy lại, thì lúc đó thì anh coi như là 4 tuổi mà đã xa cách cha mẹ. Thì cái đó là anh nhớ rất là. Vâng, thưa quý vị, có nghĩa là giáo sư Nguyễn Thanh Việt có tất cả những cái kinh nghiệm và cái cảm nhận. Anh cũng là một người vượt biên, cho nên anh biết vượt biên là như thế nào. Và thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Thanh Việt hiện tại là giáo sư dạy về văn chương tại trường đại học USC. Đặc biệt hơn nữa, giáo sư Nguyễn Thanh Việt còn là một trong những diễn giả rất là nổi tiếng trong dòng chính của Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Thanh Việt thường hay đi nói chuyện ở các trường đại học và các buổi hội thảo ở khắp nơi. Và rất là vui lần này Liên hội Tuổi Trẻ mời được giáo sư Nguyễn Thanh Việt đến với San Diego. Làm sao mà Liên hội Tuổi Trẻ mời được giáo sư Nguyễn Thanh Việt về? Thì giáo sư Nguyễn Thanh Việt coi như để dạy trường USC, mà trường đó là trường mà Alex đã từng học qua, cho nên đã quen biết, nhờ cái coi như là cái connection đó mà mời được anh. Và cũng giáo sư thì cũng khó mời tại vì cũng đúng có rồi. Đi nói chuyện nhiều nơi, mà gần đây nhất là anh nói chuyện trường West Point, tức là trường quân sự Việt của Hoa Kỳ. Wow, trường rất là nổi tiếng quân sự của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, Alex có thể cho quý vị khán giả được biết địa điểm, ngày giờ, những chi tiết để mà mọi người đến tham gia dự. Vâng, thì chuyện đó là có thể gọi là Black April Commemoration sẽ tổ chức ra tại trường San Diego State University ở khu gọi là Aztec Center, tức là Student Center, vào lúc 7 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Và Liên hội Tuổi Trẻ năm nay làm đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Hôm đó là ngày thứ mấy? Hôm đó là ngày thứ ba. Ngày thứ ba, thưa quý vị. Thưa quý vị, cho nên ước mong rằng tất cả các quý phụ huynh sẽ cùng đến để tham dự với các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm đó. Alex, có thể cho biết là cái điều quan trọng như thế nào mà chúng ta cần tham dự trong cái buổi gặp gỡ với giáo sư Nguyễn Thanh Việt này thật là đông? Tại sao chúng ta nên đi? Chúng ta nên đi tại vì mình có thể tìm hiểu hơn là những cái chuyện mà như là những khi mà bị tị nạn ra như thế nào, rồi việc biển như thế nào, xong rồi lớn lên tại Hoa Kỳ một giới trẻ như thế nào, và có thể là gọi là những cái kinh nghiệm đó mà mình sẽ nói ra. Xong rồi giáo sư này thì khi mà anh viết ra cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh á, anh đã đi gọi là sưu tầm rất là nhiều, cho nên anh đã viết một cuốn sách để về những sưu tầm của anh, đó gọi là Nothing Ever Dies, tức là những ký ức sẽ không bao giờ chết. Rất là hay, thưa quý vị. Và thưa quý vị, mong rằng quý vị sẽ đến với ban tổ chức, tức là Liên hội Tuổi Trẻ, vào thứ ba 30 tháng 4 năm 2019 sắp tới. Mấy giờ thì chương trình bắt đầu? Chương trình bắt đầu từ 7 giờ tối, xong rồi sẽ tới 10 giờ đêm là kết thúc. Và tại trường SDSU, và trong đó thì có dễ kiếm và có phải tốn tiền đậu xe hay là như thế nào? Thì dĩ nhiên trường SDSU, khi mà quý vị nào đi vô trường đại học nào thì cũng phải tốn tiền đậu xe, thì cái đó là Liên hội Tuổi Trẻ không thể nào mà bao cho quý vị và cũng không cách nào để mà bao cho. Nhưng mà cái chi phí đó rất là ít, họ nói là chỉ có 3-7 đồng một đêm mà thôi. Và đặc biệt nữa là cái phần mà dự 30 tháng 4 này là hoàn toàn miễn phí. Cho nên quý vị cứ tới và xem giáo sư và cuộc sự đàm thoại với giáo sư Nguyễn Thanh Việt. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chắc là quý vị cũng đồng ý với Vân Anh cũng như anh Alex là ngoài việc vị giáo sư trẻ tuổi của chúng ta đến gặp gỡ các em sinh viên để nói chuyện về lịch sử cũng như là tâm tình về dịp chúng ta tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng vui chung với nhau vì với những sự thành công của người Việt tại Hoa Kỳ, phải không? Đúng rồi. Quý vị thấy một người rất là trẻ trở thành vị giáo sư dạy văn chương tại một cái trường đại học USC. Bên cạnh đó, ông còn là một diễn giả đi nói chuyện khắp nơi. Mà quý vị biết rằng người Mỹ mà đi nói chuyện, đi diễn giả như vậy đó là có rất là nhiều tiền. Đúng rồi, là cái mỗi cái tiền là chi phí gọi là speaking fee đó thì rất là nhiều. Rất là nhiều, mà không phải là tại vì cho họ, mà tại vì coi như là phải có một người là agent, xong rồi đúng toàn rồi, một cái nhân viên, cho nên chi phí rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh Alex có muốn nói một vài lời bằng Anh ngữ, mời các bạn tới. Yeah, so this time for Black April Commemoration this year,
We are inviting Dr. Nguyen Thanh Việt, who wrote The Sympathizer, who is the first Vietnamese American author to win the Pulitzer Prize for his first novel, The Sympathizer. And it's a conversation with him. He'll be talking about his experience about the war, about the history of the war, as well as his experience growing up in the United States as an immigrant, as a refugee, and what the Vietnam War means to him, and what the Vietnam War and the effects of the Vietnam War has on him, and as also as all of us refugees here. And he's actually written three books about the Vietnam War. The first one is called The Sympathizer, the second one is called The Refugees, and the third one is a nonfiction about his experience researching for the book The Sympathizer called Nothing Ever Dies. So it is at San Diego State University, Conrad Prespect Student Center, the auditorium there, from 7 to 10 p.m. It is free admission, and we'll hope to see you there. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào đúng vào ngày buổi tối 30 tháng 4 năm 2019 tại trường đại học SDSU. Một lần nữa cảm ơn Liên hội Tuổi Trẻ đã tổ chức một cái chương trình rất đặc biệt lần đầu tiên tại San Diego vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2019 sắp tới đây. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào.